kính chào cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh Hiền Tota để tiếp nối chương trình giảm giá cực sốc Black Friday đang diễn ra ở Hiền Tota 90 triệu. Thì hôm nay em chỉ làm video này để cập nhật giá bán giảm sâu sập sàn về giá vốn vàng Innova đang có mặt ở Hiền Tota. Tại vì sao em chỉ nói là giảm về giá vốn luôn? Bởi vì giảm ngay 15 triệu trên giá niêm yết ở từng xe cho cô chú anh chị luôn nha. Thì trước tiên chúng ta đi đến bạn Innova phiên bản V. Thì ở phiên bản V này á, nếu như mà cô chú anh chị mua xe mới á, giá mà lăn bánh đâu đó xấp xỉ tầm 1 tỷ luôn. Bởi vì phiên bản này là phiên bản cao cấp nhất của dòng Innova. Xe này thì sản xuất 2017, xe đi được 90.000 km rồi, biển số là biển số thành phố. Giá niêm yết đang là 660 triệu, giảm ngay còn 645 triệu cho cô chú anh chị luôn. Đặc điểm của dòng V nè, ga lăng cực kỳ đẹp. Xe này đăng kiểm còn tới tháng 3 năm 2023. Màu chủ đạo của nội thất là màu da rất là sạch luôn. Ngoài ra đặc điểm của dòng V này đó chính là hạng ghế thương gia hàng phía sau, rất là đẹp và sang trọng. Đi gia đình thì rộng rãi khỏi bàn rồi. Khi mà cô chú chị mua xe này á, là khỏi sợ mua dính xe taxi nha. Bởi vì không có ai mua xe này để đi chạy vụ đâu. Rất là sang luôn, xe này là có đèn nổ bằng nút bấm nha. Rất là ok. Và tiếp theo chúng ta đi tới bạn Innova phiên bản số sàn đời 2019. Bạn này là biển số tỉnh nha cô chú anh chị, đi được 69.000 km rồi. Thì thiệt ra 69.000 km đối với một dòng xe nội đồng cối đá như Innova thì là rất là ok, rất là ít chấp nhận được. Xe này đang có giá niêm yết là 645 triệu, giảm ngay còn 630 triệu cho cô chú anh chị trong video ngày hôm nay luôn. Màu chủ đạo của xe là màu bạc, màu này rất là sạch rồi, em chỉ là thường hay nói trong các video khác. Sơn zin em chỉ nhận định còn lên đến 90% luôn, rất là đẹp. Chủ chạy xe rất kỹ luôn, vân trên cửa, trên thân xe vẫn còn rất là rõ. Tiếp đến chúng ta đi tới bạn Innova phiên bản 2016. Thì bản này là đầu năm 2016 nha. Cuối năm 2016 nó sẽ đổi cái sang mẫu mới. Bản này là biển số thành phố, xe đi được 55.000 km rồi, mới có 55.000 km thôi nên là xe vẫn còn rất là mới. Chất xe vẫn còn rất là tốt. Xe này đang có giá niêm yết là 495 triệu, giảm ngay còn 475 triệu cho cô chú anh chị muốn tìm mua xe tầm giá dưới 500. Có thể chạy kinh doanh dịch vụ, ngoài ra có thể đi gia đình. Nhưng mà chất xe vẫn còn đẹp đây. Vân trên nắp capo vẫn còn rất là rõ đây. Thường thì nếu như mà xe có giảm giá sơn lại bảo mà thích, các vân này sẽ bị mờ đi hoặc nó dày lên, nhìn rất là xấu. Mới 55.000 km thôi nên là các chi tiết trên xe nè. Đây, vân trên vô lăng, cần số, đầu DVD đã được trang bị rồi nha. Có camera da đàng hoàng luôn. Xe này là mua về chỉ có chạy thôi. Bọc ghế da rất đẹp. Ngoài ra đã được bọc trần, sạch sẽ vô cùng, rất là mới luôn. Ở Hiền Tota luôn cam kết cho cô chú anh chị về chất lượng xe nha, không đâm đụng ngập nước cũng như là bung rã động cơ. Có thể đi tới hãng cùng với nhân viên bên em Chí luôn. Nếu như xe có lỗi, tặng xe mới cho cô chú anh chị luôn. Và tiếp theo là bạn Innova số sàn đời 2019. Bạn này thì được cái là biển số thành phố, đã tốn 20 triệu cho cô chú anh chị. Nếu như nhà mình ở hộ khẩu thành phố, xe này đi được 118.000 km. Tuy xe đi có hơi nhiều một chút, nhưng mà chủ giữ kỹ nên là chất xe vẫn đẹp. Màu chủ đạo của xe là màu xám lông chuột, vân trên xe vẫn còn. Đây là vỏ đã được thay rồi nha. Thì bình thường thì các xe 7 chỗ đi tầm 70.000 km đã thay vỏ rồi. Đó là cái tính an toàn của xe khi vận hành. Đây, mặc dù đi hơi nhiều nhưng mà đèn vẫn còn rất là trong. Thì bạn này sẽ được giảm còn 630 triệu cho cô chú anh chị nha. 630 triệu cho một bạn Innova phiên bản 2019 là một mức giá rất là ok luôn. Đăng kiểm còn tới tháng 12 năm 2023 cho cô chú anh chị. Xe đã được trang bị phin cách nhiệt, bọc ghế da đầy đủ luôn.
Và tiếp theo là bạn Innova phiên bản G là phiên bản số tự động đời 2014. Xe này là biển số tỉnh, xe đi được 108.000 km rồi, nhưng mà chất xe vẫn còn rất là đẹp. Tại vì hiện Toyota chỉ lựa xe đẹp mà mua thôi nha, xe dập hiện Toyota không mua đâu. Rất là ok luôn, đèn cực kỳ trong. Nên tới hiện Toyota mua xe, cô chú anh chị yên tâm về chất lượng, chỉ lo bàn bạc về giá thôi. Cực kỳ đẹp. Số sàn thì đi sẽ đỡ mỏi chân hơn, thích hợp đi gia đình nhiều hơn. Dịch vụ cũng được, tốn thêm tầm 1 lít trên 100 cây, tính ra có 22-24 ngàn. Bỏ thêm tầm 20 ngàn trên 100 cây để đi chiếc xe nó êm ái hơn, nó khỏe khoắn hơn thì cũng rất đáng là cân nhắc, đúng không cô chú anh chị? Thì bạn này đời 2014 thì hơi đời hơi sâu nên là không có vay ngân hàng được. Màu ghế này là ghế nỉ nha, chủ giữ cực kỳ kỹ luôn, không có bị dơ nè. Cái màu vẫn rất là sáng luôn. Này em chỉ quay cận cảnh nè, nó trong tối nên là nó không có thấy được độ sáng của cái lớp nỉ này. Chủ giữ kỹ quá, đẹp kinh khủng. Và đây là phiên bản Innova mới nhất ở thời điểm hiện tại, đời 2021. Xe này là sản xuất 2020 nhưng mà đăng ký tới năm 2021. Đây là mẫu mới nhất của nhà Innova, rất đẹp luôn. Nó cách điệu ở phần đèn xi nhan xuống bên dưới và đèn sương mù nằm ở đây. Mặt ga lăng là nhựa hoàn toàn nha, nhựa đen hoàn toàn, nhìn rất là cứng cáp và nó thể thao hơn một chút. Giá niêm yết bạn này đang là 680 triệu, nhưng giảm ngay còn 665 triệu trong video ngày hôm nay cho cô chú anh chị luôn. Bạn này đăng kiểm còn tới tháng 3 năm 2023 luôn. Biển số là biển số thành phố, đi được 72.000 km rồi, nhưng mà chất xe vẫn còn rất là mới, sơn cực kỳ đẹp. Mâm là mâm phay luôn nha, mâm phay rất ok luôn. Về nội thất của bạn này thì chủ đã trang bị cho mình là ghế bọc da màu đen cực kỳ sạch. Đây vô lăng nè, cần số, quá đẹp luôn. Màn hình DVD từ nhà Toyota, cái này là trang bị thêm á, trang bị thêm mua từ hãng. Đây là 72.000 km nè, km là nguyên bản nha, hàng Toyota cam kết cho cô chú anh chị. Chủ đã trang bị cho mình là lớp trần bọc da bọc 5D, bọc 5D chống nóng, chống dơ. Innova thì dòng số sàn này tiêu hao nhiên liệu của cô chú anh chị tầm 9 tới 10 lít trên 100 cây thôi, cũng rất là hợp lý so với một chiếc xe 8 chỗ rộng rãi, đi rất là êm ái, cân bằng. Thiệt ra thì xe này đi xa cũng rất là êm, rất là ok, bởi vì lý do đó nên là chúng ta thường hay mua Innova để kinh doanh dịch vụ chạy tỉnh, chở bà con cô bác từ miền Tây lên thành phố hay là ngược lại. Tiếp theo là bạn Innova phiên bản 2018, xe đi được 95.000 km rồi, biển số là biển số tỉnh nha cô chú anh chị, giá đang là 590 triệu, nhưng giảm ngay còn 575 triệu thôi nha. 575 triệu là một mức giá rất là ok cho một bạn Innova phiên bản 2018. Thì nếu như tính ra mua bạn này, cô chú anh chị đã tiết kiệm tầm 150 triệu so với mua xe mới rồi. Ngoài ra theo em chỉ cập nhật được thông tin á, là dòng Innova phiên bản 2023 đang rục rịch chuẩn bị ra mắt, thì giá niêm yết của bạn đó ở hãng tầm 1.2 tỷ. Thiệt ra với mức giá đó để mua về chạy kinh doanh dịch vụ thì rất là bất hợp lý, nên là em chỉ xin suy đoán rằng cái dòng Innova phiên bản cũ như thế này với mức giá hợp lý như thế này sẽ giữ giá rất tốt, bởi vì người ta sẽ tìm mua lại những chiếc xe như thế này, những chiếc xe mẫu cũ này để chạy kinh doanh dịch vụ. Tiếp theo là bạn Innova phiên bản 2019, xe đi được 80.000 km, biển số tỉnh nhưng mà gốc thành phố, đăng kiểm còn tới tháng 11 năm 2023 luôn nha. Xe này chủ vừa mới đăng kiểm cho mình, đăng kiểm xong rồi bán luôn á. Màu chủ đạo của xe là màu đồng ánh kim,
xe đi được 80.000 km, không quá nhiều, đèn rất là trong, lớp sơn zin lên đến 90% luôn nha, rất đẹp, vân trên cánh cửa còn rất là tốt. Thì video cũng dài rồi, em chỉ xin kết video ngày hôm nay. Nếu như cô chú anh chị muốn tìm một bạn Innova vừa có thể đi gia đình vừa có thể dịch vụ thì hãy đến ngay Hiền Toyota chi nhánh Bình Triệu để tham khảo dàn Innova đang có mặt ở Hiền Toyota. Hãy đến ngay hãy đến Hiền Toyota để mua ngay, bởi vì giá đang rất là tốt, hỗ trợ giá bán cho cô chú anh chị về giá gốc luôn, để cô chú anh chị có thể mua được xe, có thể kinh doanh dịch vụ, có thể đi về quê chơi thời điểm cận Tết này. Một tháng nữa là Tết rồi, nếu như cô chú anh chị mua ngay thì có thể làm kịp hồ sơ để mình nhận xe sớm đi chơi Tết, đi kinh doanh dịch vụ nha. Thì cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều đã theo dõi video tới thời điểm hiện tại. Em chỉ xin chúc cô chú anh chị thật là nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống. Nếu như thấy thích video hãy bấm like, share cũng như là bấm nút chuông để cập những video mới nhất hàng ngày của kênh Hiền Toyota nha. Em chỉ xin cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều.